liên quan đến vụ án nam thanh niên sát hại bạn gái rồi chôn tại vườn nhà bà ngoại. Mới đây, công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Toàn, sinh năm 2009, trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi sát hại người. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng phê chuẩn. Trước đó ngày 13 tháng 4 năm 2024, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc con gái NDT sinh năm 2009 chú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương bị mất tích sau khi rời khỏi nhà từ chiều ngày 12 tháng 4. Ngay sau khi nhận được trình báo, công an huyện An Dương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra và xác minh. Ngày 12 tháng 4, NTD có đi chơi cùng Lê Văn Toàn. Đến ngày 19 tháng 4, công an huyện An Dương đã triệu tập làm việc với Lê Văn Toàn và từ đây vụ án được hé lộ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận ngày 12 tháng 4 tại nhà của mình giữa Toàn và Đê xảy ra mâu thuẫn sau đó toàn sát hại nạn nhân rồi kéo sang vườn chuối nhà bà ngoại đào hố rồi chôn để tạo bằng chứng ngoại phạm toàn sử dụng điện thoại của đề nhắn qua ứng dụng messenger đến điện thoại của mình với nội dung Đê đã đi khỏi nhà và đừng bảo mọi người đi tìm sau đó tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại của đề xuống ao nhà hàng xóm trước khi xảy ra vụ án mạng ntd có mối quan hệ tình cảm với lê văn toàn vào khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 4, Toàn đến nhà D và đón lên nhà bà ngoại của Toàn chơi. Từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với con gái. Thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về, bố mẹ nạn nhân đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Chiều ngày sau, gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu. Được biết, Lê Văn Toàn được sinh ra trong trại giam bởi mẹ Toàn và bố từng đi tù. Tuy vậy, người đàn ông đó không đăng ký kết hôn và không nhận Toàn là con, nên từ trước đến nay, Toàn sống với bà ngoại. Thưa quý vị, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm cá nhân, đã có không ít đối tượng ghen tuông mù quáng, giận hờn mà sẵn sàng làm điều dại dột hay sẵn sàng xuống tay sát hại bạn trai, bạn gái để trả thù. Trên thực tế, có không ít vụ trả đũa giận quá mất khôn vì chữ ghen khiến dư luận hoang mang lo lắng. Đơn cử như vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Một nam thiếu niên sinh năm 2009 vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại bạn gái rồi phi tang ngay trong vườn nhà bà ngoại sự việc nhanh chóng thu sự quan tâm của dư luận. Ai nấy chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng xót xa. Đêm 19 tháng 4, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã có mặt tại vườn nhà bà HTH trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương. Cơ quan chức năng tiến hành khai quật nơi trôn cất nạn nhân NTD, sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, để khám nghiệm, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đáng thương của nạn nhân. Trước đó ngày 13 tháng 4, Đê rời khỏi nhà ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, đi đâu không rõ, không liên lạc được với con gái, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo NTD mất tích một cách bí ẩn, Công an xã An Hồng, Công an huyện An Dương đã khẩn trương vào cuộc truy tìm tung tích của Đê. Tập trung xác minh các mối quan hệ của Đê bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định sau khi rời khỏi nhà nạn nhân đã đến nhà bạn trai là LPT, sinh năm 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng. T đang sống cùng bà ngoại là HTH. Quá trình xác minh, lực lượng điều tra phát hiện vào những ngày gần đây, T có những biểu hiện bất thường. Cùng với đó, tại khu vực vườn nhà bà Hát bỗng mọc lên một gò đất. Ngày 19 tháng 4, khi được mời lên cơ quan công an, quá trình đấu tranh, T đã khai nhận do mâu thuẫn tình cảm, T đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn nạn nhân trong vườn nhà bà ngoại để phi tang. Công an thành phố Hải Phòng đang khẩn trương điều tra làm rõ. Mâu thuẫn chuyện tình cảm không phải là câu chuyện hiếm gặp trong cuộc sống. Có những người lựa chọn nhường nhịn, lắng nghe để giải quyết vấn đề, gìn giữ mối quan hệ. Thế nhưng lại có người không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà dẫn đến nặng lời, to tiếng và thậm chí là sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề đã có không ít vụ sát hại thảm khốc do cự cãi tình cảm xảy ra trong nhiều năm trở lại đây, gây hoang mang cho dư luận. Đến đây, hẳn quý vị còn nhớ đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre cách đây không lâu. Chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm, một đối tượng đã ra tay sát hại bạn gái rồi phi tang ở sông Hàm Luông. Ngày 2 tháng 1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định nạn nhân nghi bị sát hại rồi phi tang ở sông Hàm Luông là chị NTH sinh năm 1996, ngụ khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Còn đối tượng gây án là Ngô Minh Thông sinh năm 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đáng chú ý, đối tượng là Trung úy Ngô Minh Thông, khi đó là cán bộ công an đang công tác tại Đại đội Cảnh sát hình sự, công an thị xã Cài Lậy, tỉnh Tiền Giang, còn cô gái bị sát hại hiện đang công tác bên đoàn của phường 2, thị xã Cai Lậy. Thông và Hát quen biết nhau trong quá trình sinh hoạt, giao lưu bên đoàn. Do mâu thuẫn tình ái, yêu đường nên Thông đã ra tay sát hại chị Hát. Sau đó, Thông mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang. Trước đó, trong lúc đi ngang qua sông Hàm Luông thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre, người dân tá hỏa phát hiện người phụ nữ bị trói bằng dây dù trôi giạt vào mé sông nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương. Nhận được tin, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh danh tính nạn nhân nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khám nghiệm nạn nhân cho thấy, nạn nhân khoảng 25 đến 35 tuổi, chiều cao 1,47 m, da tối màu, tóc nhuộm màu nâu, thi thể mang quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài có mang áo khoác len màu nâu tay dài, cổ tay trái có xăm hàng chữ và số nhưng không xác định được nội dung nên đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Ngày 3 tháng 1, từ thông tin Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Ngô Minh Thông. Ngày 4 tháng 1, Thông, 29 tuổi, cựu cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, bị Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi giết người. Sau đó, cơ quan điều tra đã di lý thông đến tại mảnh đất trống gần công viên quảng trường thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang để thực nghiệm hiện trường. Thông khai đã có vợ con, song quá trình công tác nảy sinh tình cảm với cô gái 28 tuổi là cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 2, thị xã Cai Lậy. Gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, thông hẹn bạn gái gặp mặt nói chuyện. Tối 27 tháng 12, thông đi ô tô đến bãi đất trống gần công viên quảng trường thành phố Mỹ Tho gặp cô. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi vã về mối quan hệ tình cảm. Thông tức giận tấn công nạn nhân tử vong. Trung úy cảnh sát sau đó trói tay nạn nhân, bỏ nạn nhân vào bao tải, đưa lên xe ô tô, chở đến cầu Hàm Luông, thành phố Bến Tre, vứt xuống sông Phi Tàng, rồi trở về đơn vị làm việc bình thường. Hai hôm sau, người dân địa phương phát hiện nạn nhân giạt vào bờ nên trình báo cảnh sát sau 3 ngày khoanh vùng điều tra, công an Bến Tre xác định thủ phạm là Thông. Được biết, nạn nhân là con thứ hai trong gia đình có hai chị em gái. Từ nhỏ, cô sống với người cô ruột không có con cái ở gần nhà cha mẹ. Ông Phạm Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang cho biết, trước khi trở thành cán bộ phường, cô rất tích cực cùng lực lượng đoàn viên tham gia phòng chống COVID-19. Gần đây, cô cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ địa phương, triển khai cấp căn cước công dân, và sống rất gần gũi, hòa đồng và trách nhiệm với mọi người. Giữa năm ngoái, cô được nhận vào phường phụ trách mảng bảo trợ xã hội. Lần cuối cùng ông Vũ gặp nạn nhân là trưa thứ tư ngày 27 tháng 12, sau khi họp cơ quan xong. Chiều hôm đó, cô có nhắn tin cho lãnh đạo xin nghỉ việc hai ngày, thứ năm và thứ sáu để hoàn thành chương trình học tại Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Do trước đó cô từng xin nghỉ để đi học nên được lãnh đạo đồng ý. Ông Vũ chia sẻ, Đến chiều thứ năm, phường có việc cần, gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không thể liên lạc. Mọi người hỏi gia đình cô mới biết, họ cũng mất liên lạc từ trước đó. Nhắc đến những vụ sát hại bạn gái dã man trong thời gian gần đây, hẳn quý vị khán giả còn chưa khỏi ngồi ngoài, thoảng thốt trước dư âm của vụ thanh niên sát hại hai nữ sinh trong chùa tại Từ Sơn, Bắc Ninh, khoảng đầu tháng 12 năm 2023. Tại hiện trường, khung cảnh tang thương của những gì còn sót lại là vết máu lớn nhỏ khác nhau động lại trên sàn, cột tháp, lan can của chùa Đông Lai nơi xảy ra vụ án. Theo vị sư cô ở chùa, thời điểm xảy ra vụ việc chùa rất vắng người bởi đã tối. Vụ án kinh hoàng, hai thiếu nữ bị sát hại tại phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn và một thanh niên khác bị tấn công dẫn đến trọng thương. Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Thiện sinh năm 2004 ở huyện Trư Prong, tỉnh gia lai, nơi xảy ra vụ án là tầng 2 tháp chuông tại chùa Đồng Lai, phường Trang Hạ. Ngôi chùa mới được xây dựng vào khoảng vài năm nay. Tại hiện trường, nhiều vết máu vẫn dính trên sàn, cột tháp, lan can xung quanh khu vực hai nữ nạn nhân bị sát hại ở khu vực tầng 2 của tháp chuông chùa Đông Lai. Một sư cô cho biết, khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2023, có một nhóm thanh niên vào chùa. Tuy nhiên, sư cô và những người tại chùa không để ý bởi chùa cho người dân ra vào tự do. Đến khoảng gần 18 giờ, cô nghe thấy tiếng la hét, tưởng đó là tiếng chó sủa. Liền ngay sau đó, một thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô đang nghỉ, kêu cứu, đề nghị gọi công an phường. Sư cô kể, khi đó cô sợ, nghĩ là vụ ẩu đả nên không dám ra ngoài, đợi công an đến. Sau khi lực lượng chức năng tới, thì cô mới biết đó là vụ án mạng. Theo sư cô, thời điểm xảy ra vụ việc, chùa rất vắng người bởi lúc đó người dân đã đều về nhà để chuẩn bị bữa tối chính vì vậy không có ai chứng kiến và can ngăn sáng cùng ngày tang lễ của hai thiếu nữ đã được tổ chức tiếng kèn của hai đám hiếu kèm theo tiếng khóc đầy tang thương của người dân gia đình bạn bè nạn nhân ở phường Trang Hạ cô Nguyễn Thị Tuyết cô giáo chủ nhiệm của NA cho biết A à, giữ chức bí thư lớp trong học tập nữ sinh này rất chăm chỉ học lực tốt tham gia nhiệt tình vào các phong trào của trường lớp khi nhận tin NA gặp nạn giáo viên học sinh trong trường rất bất ngờ đau xót theo công an tỉnh Bắc Ninh, nghi phạm Thiện đang học trường Công nghệ ở Huế và quen chị NNA, sinh năm 2008 ở thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh qua mạng xã hội. Ngày 4 tháng 12, Thiện đến thành phố Từ Sơn hẹn gặp chị A tại chùa Đồng Lai, phường Trang Hạ thành phố Từ Sơn để nói chuyện. Chị A sau đó cùng 5 người bạn đến gặp Thiện và xảy ra vụ việc đau lòng như trên. Ngày 13 tháng 12, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thiện. Quay trở lại với vụ việc mới đây xảy ra tại Hải Phòng, liệu sẽ có những tình tiết nào sẽ được đưa ra ánh sáng, hung thủ sẽ đối diện với mức án nào trước pháp luật? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.